mình là 7,4 mà mình giữ được một độ thiền 7,4 đó là hoàn hảo, không có sợ tác dụng phụ hay không có sợ gì hết. Mà qua cái ăn uống của bác sĩ Bernardo, cái danh sách mà ăn uống như thế nào chuẩn bị như thế nào đó, thì trong tông độ phục vụ sức khỏe chấm nếp đã có ghi rồi, đã có bài đó rồi. Thì các anh chị đó là cái bài tóm tắt nó nằm trong đây, còn những cái bài mà chi tiết hơn thì sẽ đăng sau. Ở trong đó có một người chia sẻ trong 10 ngày ung thư di căn mà đã tới xương rồi, thì cái anh đó anh lại dùng mình ở nhà đọc tài liệu xong rồi dùng mình nhà đưa lên. Ngày thứ nhất uống baking soda mỗi lần một muỗng cà phê gà 3 lần trong ngày, uống như vậy cho tới ngày thứ 5 cho cơ thể nó quen rồi, anh ấy nâng lên.